có xả ớt gì ở đây hết á. Ông xã nghe em nói nè, chuyện hát ca giao lưu là chuyện bình thường mà ông xã. Bình thường hả? Anh thấy không bình thường chút nào hết á. Bà xã lên hát giao lưu, bao nhiêu người cứ nhắn tin nói thương hả? Thử hỏi làm sao anh chịu nổi chứ. Ông xã đừng có ghê. Mặt xã ghen thấy thương quá à. Dù cho bao người nói gì đi nữa, giờ dân thấy chung không hề đổi giá. Nên xã đừng nghĩ si rồi hiểu lầm tội em. Hiểu lầm gì sao em mà phân mình. Giao lưu là để cho tâm hồn khuây khỏa, còn chuyện ai nhắn tin chọc ghẹo chi đâu. Vợ không có quan tâm mà ông xã cứ hay giận hay hờn. Vợ nói thiệt đó, vợ chẳng thèm coi tin nhắn. Không tin đâu em đừng có nói, em có qua lại hay không anh đâu có biết hết đâu. Bởi vậy lên ca hát á có nhiều điều khó hiểu à. Ông xã đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho vợ. Có những người tốt lắm ông xã ơi, còn mà biết lòng dạ của ai ra sao. Để ý nhau rồi rồi thương nhau, nếu không á đâu có nhắn tin nói những lời như vậy chứ. Ông xã ơi, cái đó người ta gọi là giết gió cho vui đó ông xã. Chém gió chém chân gì anh không cần biết, anh chỉ thấy như vậy anh rất là buồn. Em hài nghe anh nghĩ hết nghĩ hò, hát rồi hò đâm ra nhiều chuyện. Mai thế này rồi rồi mốt lại thế kia. Xã ơi em đâu có làm gì sai đâu, xã đừng có hiểu lầm cho em mà tội nghiệp. Vậy là em không còn thương anh nữa, nên anh nói gì em cũng bắt ra. Ông xã mà còn ghen nữa hả? Vợ giận cho mà coi đó. Vợ không thèm nói chuyện với ông xã nữa cho mà coi. Để thử ai buồn cho biết á. Thôi thôi, cho anh xin lỗi đi mà bà xã. Tại anh thấy có nhiều người hát xong rồi có chuyện đủ thứ hết, nên ông xã lo cho bà xã chiếu bộ. Vậy là ông xã không có ghen nữa nha. Từ từ,
Ai nói với bà xã là anh ghen vậy? Anh đâu có ghen. Thiệt không? Thiệt. Như vậy thì mới dễ thương hôn nè. Anh vẫn biết lên hát lên ca, đó chỉ là một niềm đam mê dài. Nhưng anh lại sợ bà xã mê say quá, rồi bà xã lạc bước sai đường. Ông xã an tâm, vợ biết đo lường, công việc nhà xong xuôi là vợ lên ca. Rồi, rồi mê luôn luôn. Trong lòng của anh sao cảm thấy lo lắm đó. Anh cũng muốn tin lời bà xã nói, nhưng sao trong dạ cứ lo đầu. Ông xã đừng có nghi ngờ mà. Vậy thôi ông xã, không có nghi ngờ bà xã nữa. Nhưng mà cái gì nữa? Rõ ràng là ông xã không có tin lời của bà xã nói mà. Tin thì anh cũng tin lời bà xã đó, nhưng lại không tin mấy anh ở bên ngoài. Bên ngoài mà kệ bên. Thiệt mà bà xã. Vậy giờ đi nha. Khoan, bà xã đi đâu vậy? Thì công việc xong xuôi, vợ lên hát giao lưu chứ đi đâu. Cái gì? Lên hát nữa hả? Hát để cho mấy cha nội kia giàu nghèo nữa hả? Đó đó, thấy chưa? Vậy mà nói không có ghen. Bà xã cứ nói anh ghen hoài. Anh đâu có ghen. Bà xã nói quan cho anh không hả? Vậy là ông xã không ghen hả? Không. Nhìn cái mặt ông xã dễ thương quá à. Đừng có ghen mà ông xã. Ông xã đâu có ghen mà. Dạ đi nha. Sao mà thấy nghi nghi ta? Phải lên mạng theo dõi mới được.